Tháng 6 năm 2010, chị Phan Thị Mỹ Linh khi đang là giáo viên tổng phụ trách đội được tham gia đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh ra thăm thủ đô Hà Nội và vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, gặp và nói chuyện. Những bức ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng những ấn tượng về người lãnh đạo gần gũi, giản dị đã trở thành những kỷ niệm được chị gìn giữ và trân quý trong suốt 14 năm qua. Thời điểm đó đang diễn ra kỳ họp Quốc hội, Bác rất bận rộn với chuyến nghỉ trường nhưng vẫn dành thời gian để đón tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Hà Tĩnh, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các anh chị cán bộ phụ trách đoàn, rồi đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội cũng như các em thiếu nhi. Là Bác nhấn mạnh tần do phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh là phải phát huy được truyền thống đồ học của người dân Hà Tĩnh, phát huy sức trẻ nối tiếp truyền thống của anh hùng Lý Tự Trọng trong thời đại mới. Cuộc gặp này đã để lại những ấn tượng và kỷ niệm vô cùng sâu sắc, và đây sẽ là động lực để cho chúng tôi cố gắng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ của mình. Còn đây là những hình ảnh do truyền hình Hà Tĩnh ghi lại trong một lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và nói chuyện với cán bộ nhân dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào tháng 4 năm 2014. Mỗi lần về công tác tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư luôn dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe và trò chuyện với người dân, qua đó nắm bắt tình hình cơ sở. 10 năm rồi mà hình ảnh của Tổng Bí thư vẫn luôn gắn bó trong lòng chúng tôi với nhân dân Tùng Ảnh chúng tôi. Đồng chí nói với Đảng bộ và nhân dân Tùng Ảnh những lời nói rất chân tình, cởi mở và sâu sắc, và nhắc nhở Đảng bộ nhân dân Tùng Ảnh trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quan tâm đến cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ của xã ngày càng tiến bộ hơn để đáp ứng với cái nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, đồng chí còn dành nhiều thời gian để gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh bên lề các diễn đàn tại Hà Nội. Những lời căn dặn, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Hà Tĩnh, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, vừa cụ thể, cấp thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhắc Hà Tĩnh là cái vùng địa linh nhân kiệt, và làm thế nào mà để biến cái tiềm năng văn hóa thành một cái sức mạnh nội sinh. Tổng Bí thư cũng khẳng định Hà Tĩnh là cái vùng đất cách mạng, nơi mà có cái truyền thống yêu nước và cách mạng rất là tiêu biểu. Cho nên Hà Tĩnh phải làm thế nào mà phát huy cái truyền thống yêu nước cách mạng trong cái sự nghiệp đổi mới. Tình cảm, sự quan tâm và những căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn của một nhà lãnh đạo tài năng, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển lâu dài của Hà Tĩnh. Từ những chỉ đạo căn dặn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã ra sức thực hiện và đã đạt nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế, xã hội.